Ngọc Lâm xin kính chào quý vị khán giả trở lại với kênh Thầy Giáo Xe Lăn. Thì hôm nay Ngọc Lâm muốn chia sẻ với quý vị khán giả một chút về cái cách sử dụng máy tính của Ngọc Lâm để làm việc như thế nào và những công việc mà Ngọc Lâm làm thường ngày để lo cho cuộc sống là gì. Thì tại vì thời gian qua cũng có nhiều bạn hỏi là tay của Ngọc Lâm bị liệt yếu như thế này thì sử dụng máy vi tính như thế nào để mà làm việc và dạy học ra sao. Rồi Ngọc Lâm hàng ngày làm công việc gì? Thì hôm nay Ngọc Lâm sẽ tâm sự và chia sẻ với quý vị khán giả biết một chút về những điều đó để cho quý vị khán giả hiểu Ngọc Lâm hơn. Thì trước tiên á, để mà vào làm việc bằng máy tính được thì Ngọc Lâm phải có một cái nẹp, sử dụng cái nẹp phải đeo cái tay để Ngọc Lâm mới làm được. Thì bây giờ quý vị khán giả hãy xem vợ Ngọc Lâm sẽ đeo cái nẹp cho Ngọc Lâm nhé. Lấy nẹp đẹp. Đây, đây là cái nẹp của Ngọc Lâm để mà tại vì cái bàn tay của Ngọc Lâm á nó bị rớt cổ tay thế này nè, cho nên không có giữ được cái tay, nó sẽ lúc lắc, mình xài máy tính nó sẽ gõ rất là khó, cho nên nó phải đeo cái nẹp này để giữ cái cổ tay của Ngọc Lâm lại để Ngọc Lâm xài máy tính mới được. Và bây giờ là gắn cái nẹp. Rồi, đây cái nẹp đã gắn xong. Thì gắn như thế này để cho cái cổ tay của Ngọc Lâm sẽ không có bị lúc lắc nữa. Còn cái tay trái thì Ngọc Lâm vẫn cứ để nguyên vậy. Thì bây giờ Ngọc Lâm sẽ tiến vào xe và Ngọc Lâm phải dùng một cái dụng cụ nữa, đó là cái bàn máy tính này. Đây, em nâng lên rồi mày. Chưa, nâng lên, nâng. Đây, đây là cái này để Ngọc Lâm để bàn phím. Thì bàn phím để Ngọc Lâm xài cái này. Thì bây giờ em mời quý vị khán giả hãy quan sát xem là Ngọc Lâm sử dụng cái bàn phím và con chuột để gõ máy bằng hai bàn tay, bằng cái tay của Ngọc Lâm như thế nào nhé. Mời quý vị cùng xem. Đây, đây là cái bàn phím và cái bàn của Ngọc Lâm đây, hãy nâng lên đi để sử dụng thế này. Thì ngày xưa cái lúc Ngọc Lâm học sử dụng chuột thì quý vị khán giả thì rất là khó khăn. Mới đầu là Ngọc Lâm phải tập sử dụng con chuột kéo như thế này, ôm hai cái tay lại để sử dụng con chuột như thế này, ôm thế này, mà chỉ cần có tập một cái bài tập đơn giản thế này thôi và giữ chuột chuột để mà rê kéo thôi thì Ngọc Lâm đã phải tập cả một năm trời. Hồi đó Ngọc Lâm nhớ là bài tập đầu tiên mà cô giáo giao cho Ngọc Lâm là Ngọc Lâm phải chơi cái trò chơi game đánh bài quý vị khán giả, có nghĩa là kéo các cây bài giữ chuột lại bấm dê và giữ hai tay kéo cây chuột cho cái lá bài nó xuống dưới, đó là cứ kéo đi kéo lại rồi đẩy lên đẩy xuống. Thì phải xài như vậy cả năm trời thì Ngọc Lâm mới có thể ôm con chuột đến dê di chuyển đi được thành thạo. Và sau này cứ làm viết như vậy thì Ngọc Lâm mới quen. Thì bình thường là những người bình thường là sẽ xài chuột phải, nhưng mà Ngọc Lâm đã đổi ra bên chuột bên này để cho cái tiện chuột trái, để là Ngọc Lâm đổi qua chuột phải để tiện bấm cho dễ, tại vì Ngọc Lâm xài chủ yếu là bằng tay phải là nhiều đó, cho nên còn con chuột là Ngọc Lâm phải ôm cả hai tay như thế này để dê nè quý vị đã thấy không. Còn cái gõ phím á thì Ngọc Lâm gõ bàn phím thì Ngọc Lâm chỉ luyện tay bên trái của Ngọc Lâm thì yếu mà nó hay gồng, cho nên đưa lên cũng rất là khó để gõ, cho nên Ngọc Lâm luyện một cái ngón tay chỉ gõ, hồi đó Ngọc Lâm tập luyện nó cũng rất là khó. Nhưng mà đưa cái bàn tay này vào thì tất cả các ngón tay nó đều chạm vào phím, cho nên mình không biết cách nào mình gõ kiểu gì để cho nó không chạm được. Thì đầu tiên á, cái bài lần đầu tiên á thì Ngọc Lâm á mới nghĩ ra là lấy cái cây cái dây cột lại cái tay trên, đeo vào thêm cái nẹp này và gắn cái muỗng gắn cái chiếc đũa vào và cây vít vào gì đó để mà có cái độ nhọn á để cho nghiêng cái này, thì Ngọc Lâm gõ gõ thế này. Nhưng mà sau này á thì càng ngày càng thấy nó rườm rà quá, tại vì mỗi lần mình làm á là mình phải nhờ người này người kia gắn đủ thứ mà gắn quá nhiều á, cho nên nó rất là khó khăn. Cho nên sau đó Ngọc Lâm mới nghĩ ra là cái bàn tay của mình như thế này thì bây giờ mình phải xem là
cái chỗ nào, cái ngón nào có thể tận dụng được mà xài luyện để làm sao mà luyện có nó luyện cái ngón này cho nó xài một thanh thạo hoài luôn. Thì sau đó Ngọc Lam mới nghĩ ra là chỉ có cái ngón út này thôi, cái cùi của ngón út này đây, thấy không? Đây thì Ngọc Lam nghiêng cái tay ra, Ngọc Lam gõ đó thì nó sẽ không có chạm những ngón này đó. Khi mà ấp tay này nó sẽ chạm, nhưng mà nghiêng này thì nó sẽ không chạm vào ngón nữa đó. Và cuối cùng là Ngọc Lâm đã chọn cái thế này, phải chọn cái thế thế này. Thì Ngọc Lâm tập võ và cũng tập võ như vậy là trong cả năm, 2 năm trời, mấy năm trời là luyện như thế để gõ cho chính xác. Mới đầu gõ thì vẫn còn chậm lắm và không có chính xác nữa. Sau này bắt đầu Ngọc Lâm mới gõ dần nhiều, mỗi ngày là Ngọc Lâm đều gõ bằng máy tính, cứ rảnh là vào máy tính tập võ luyện, sau đó gõ viết gõ ngày này qua tháng nọ. Cuối cùng Ngọc Lâm đã thành công mà gõ được bằng cái nút phím này. Nó còn cái ngón, còn cái bàn tay trái á, thì Ngọc Lâm chủ yếu là dùng để giữ shift thôi, giữ shift này, nhân ảnh nghiêng đây giữ shift này, giữ control này để bấm này thôi, chứ còn tay trái rất là yếu, chủ yếu là dùng bằng gõ, tay phải là nhiều quý vị các bạn. Thì đó, thì bây giờ Ngọc Lâm sẽ thử gõ cho quý vị khán giả xem nhé. Thì các bạn xem Ngọc Lâm thử gõ xem. Đây ví dụ Ngọc Lâm gõ mấy câu thơ đi. Đó, Ngọc Lâm sẽ gõ như này. Ví dụ sai thì Ngọc Lâm sẽ có là cũng gõ như này. Nó thì Ngọc Lâm gõ một chút là nó hơi mỏi tay á, thì cứ phải ngưng lại một chút, nhưng mà gõ riết như vậy đó thì quý vị anh đã thấy là gõ như vậy. Còn khi di chuyển chuột thì Ngọc Lâm phải xài chuột hai tay ôm như thế này, bấm kéo đó, ví dụ để thì Ngọc Lâm tập gõ như thế. Còn công việc là nhiều bạn hỏi là công việc hàng ngày của Ngọc Lâm là làm gì, thì Ngọc Lâm công việc chính của Ngọc Lâm là mỗi ngày là cứ mỗi buổi sáng á, ngủ dậy á, là Ngọc Lâm sẽ ngồi vào máy làm việc 1 tới 2 tiếng. Rồi Ngọc Lâm sẽ kiểm tra các cái trang fanpage bán hàng của Ngọc Lâm nè, để xem có đơn hàng không. Thì thường thường là Ngọc Lâm sáng dậy là vào máy làm như thế, rồi sau đó Ngọc Lâm sẽ đăng những cái tin quảng cáo mà những khách hàng á, nhờ Ngọc Lâm đăng tin. Rồi sau đó là Ngọc Lâm sẽ ra ăn sáng và đi dạy. Rồi buổi trưa thì Ngọc Lâm sẽ nghỉ về ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi thì tập vật lý trị liệu với 2 3 giờ thì Ngọc Lâm cũng sẽ lên ngồi vào máy tính để làm việc, để cũng về bán hàng rồi đăng tin quảng cáo cho khách hàng. Đó thì công việc chính của Ngọc Lâm là dạy học này, bán hàng online này, rồi đăng tin quảng cáo cho khách hàng này. Đó là có những cái công việc phụ khác nữa, ai nhờ Ngọc Lâm làm được cái gì trên máy tính thì Ngọc Lâm sẽ làm cái đó. Rồi bây giờ Ngọc Lâm cũng đang thêm cái công việc khác nữa, là Ngọc Lâm đang tính đang tiếp tục đang bắt đầu làm cái kênh YouTube thầy giáo Thế Lan. Đó thì sắp tới Ngọc Lâm sẽ duy trì và làm quay video nhiều hơn cho quý vị khán giả hiểu về Ngọc Lâm nhiều hơn. Đó thì cái đó là cái công những cái công việc của Ngọc Lâm, đó là cái cách sử dụng máy tính của Ngọc Lâm như thế. Thì hôm nào Ngọc Lâm sẽ quay cái cận cảnh cái việc mà dạy học của Ngọc Lâm ở trên lớp cho quý vị khán giả cùng xem. Tại vì Ngọc Lâm ngồi xe lăn như này sức khỏe rất là yếu, khó có thể đi ra ngoài đi làm những cái công việc giống như những người khác, đó là đi bán hàng rong hay là đi bán cái gì ở ngoài đường đó, là vì sức khỏe mình yếu, nắng lâu được chịu không được rồi dễ bị bệnh. Rồi Ngọc Lâm cũng ngồi lâu cũng sẽ bị mệt đó. Đi nắng là sẽ không có thở được, rất là mệt. Cho nên Ngọc Lâm phải kiếm những cái công việc ngồi làm trên máy tính này cho nó phù hợp với sức khỏe của mình, và dễ sinh hoạt, rồi có người chăm sóc nó. Tại vì ở nhà làm việc đó thì tất cả những công việc làm của Ngọc Lâm như thế này thì cũng đều phải có
vợ của Ngọc Lâm trợ giúp, chứ một mình Ngọc Lâm không có thể làm được. Cho nên Ngọc Lâm chỉ chọn những công việc mà làm tại nhà, chạy bàn trên máy tính thôi, những công cụ luôn hỗ trợ cho Ngọc Lâm làm việc, đó là máy tính này, điện thoại này và chiếc xe lăn điện này thôi đó, duy trì như thế đó. Ngọc Lâm dùng chuột thì Ngọc Lâm tài quen là ta bấm như thế đó. Đó thì Ngọc Lâm kiểm tra những cái đơn hàng trong những cái trang bán hàng của Ngọc Lâm này, ví dụ có đơn hàng nào đó, thì Ngọc Lâm sẽ giao cho vợ để ship giao cho họ. Đó là những cái công việc chính mỗi ngày của Ngọc Lâm mà quý vị khán giả có nhiều người cũng quan tâm muốn hỏi Ngọc Lâm là làm như thế nào, tại vì đời cuộc sống của người xe lăn á, kiếm để làm những công việc như người bình thường á, để ổn định nên rất là khó quý vị khán giả. Cho nên mỗi người có một cái sở thích với một cái công việc, nhưng mình phải chọn cho mình một cái công việc phù hợp với cái khả năng, với cái sức khỏe của mình. Thì Ngọc Lâm yêu thích là dạy học và phù hợp nhất là ở nhà bán hàng online và đăng tin quảng cáo cho khách hàng đó, thì Ngọc Lâm cảm thấy rất là phù hợp với sức khỏe của mình và khả năng của mình đó. Thì hôm nay Ngọc Lâm chia sẻ với quý vị khán giả một chút về cái cách làm việc trên máy vi tính và những cái công việc làm hàng ngày của Ngọc Lâm như thế. Thì Ngọc Lâm rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ cho Ngọc Lâm trong thời gian qua. Thì Ngọc Lâm xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Mong là quý vị khán giả mỗi lần xem video xong, nếu mà cảm thấy yêu thích và ủng hộ Ngọc Lâm thì hãy cho Ngọc Lâm một đăng ký này, một like này, một chia sẻ này, để mọi người biết về kênh của thầy giáo xe lăn của Ngọc Lâm nhiều hơn. Và nếu quý vị khán giả có những cái góp ý hay những chia sẻ gì thì cứ comment bên dưới, thì Ngọc Lâm sẽ đọc và sẽ làm tốt hơn ạ. Và Ngọc Lâm xin chúc quý vị khán giả một ngày mới an vui, hạnh phúc và bình an. Chúc quý vị khán giả luôn có những cái may mắn cho cuộc sống và thành đạt trong mọi công việc. Ngọc Lâm xin chân thành cảm ơn. Xin chào quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị khán giả ở video lần sau nhé. Tạm biệt.